Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ làm video cập nhật nhanh cho anh chị về giá xe chiếc Toyota Hilux phiên bản một cầu số tự động và đồng thời cũng review nhanh cho anh chị về ngoại thất của chiếc xe này. Đầu tiên, Toyota Hilux được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là phiên bản sổ sàn có giá niêm yết là 688 triệu, hiện tại thì em đang giảm là 17 triệu tiền mặt, tính ra cho anh chị lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng là 697 triệu là để lăn bánh. Các phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây sẽ có giá niêm yết là 706 triệu cho phiên bản một cầu tự động, tính ra bên em hiện tại thì sẽ giảm là 25 triệu tiền mặt và tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 729 triệu là để lăn bánh. Trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền là 194 triệu. Phiên bản thứ ba, phiên bản cao cấp nhất là phiên bản hai cầu tự động 2.8 Adventure có giá niêm yết là 999 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 27 triệu tiền mặt cho phiên bản này và thành ra lăn bánh cho anh chị là 1.037 triệu. Đó là về giá bán của cả ba phiên bản Hilux. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản một cầu số tự động thì nó sẽ khác hơn so với phiên bản cao cấp là thứ nhất là về máy này, về một cầu hai cầu này, nó là hai cái nhận biết nghe tên chắc anh chị đã biết được rồi, còn phiên bản tiếp theo thì ngoại thất thì sẽ khác, từ sẽ có cái mặt thiết kế lại cái mặt ca lăng này khác này, logo cũng khác, không có cam 360, cụm đèn thì hai phiên bản đều như nhau, đều có hai cảm biến trước, bốn cảm biến sau, la răng thì cả hai phiên bản lại như nhau, nhưng tuy nhiên anh chị nhìn từ hông xe phiên bản hai cầu thì sẽ trông khỏe rất nhiều bởi vì là nó có thêm một bộ cua lốp ở đây thì trông xe sẽ khỏe hơn. Và tuy nhiên trong hãng thì bọn em cũng có cái gói độ cho phiên bản hai cầu một cầu này trông nó giống đến 95% phiên bản hai cầu. Trụ B ở đây thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, còn phiên bản hai cầu thì sẽ là sơn màu đen trông thể thao hơn. Và ở đây anh chị biết có sự thay đổi gì không ạ? Thay đổi so với phiên bản trước thì không, nhưng nếu mà so với cả phiên bản hai cầu thì phiên bản hai cầu sẽ được trang bị thêm một cái giá nóc thể thao. Tuy nhiên là cái lót thùng nhựa ở đây thì sẽ là được trang bị sẵn anh chị ạ. Cua lốp đằng sau cũng vậy, cũng sẽ không được trang bị giống như phiên bản hai cầu. Đó, vừa rồi thì em đã review nhanh cho anh chị về ngoại thất xe cũng như cập nhật về giá bán của chiếc xe Hilux để hiện tại. Anh chị quan tâm đến xe vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.